chủ nhật. Thành phố quá im lìm. Cây này là cây hoa anh đào chứ cây chi nó đó. Đây, hoa anh đào gần luôn cho cả nhà xem nha. Hoa anh đào luôn á hả Lý? Dạ. Mọi người đã ở trong nhà hết rồi, nhưng mà mình thì mình đi bộ ra ngoài đường chút xíu. Đây, dọc này lại thấy một cái cây hoa anh đào nữa nè, cả nhà thấy không? Đẹp lắm, đẹp lắm. Thấy không? Bây giờ mình sẽ tới coi ba bé nhỏ này làm cái gì nha. Đây là Allison và Christopher, say hi. Allison với Christopher đang ở trên cái skateboard. Cẩn thận nha. Đó. Cái này có chừng té nha con. Hai chị em chơi kìa. Xa xa là Amelia đang đạp xe đạp. Amelia say hi. Không biết. Amelia say hi đi. To Facebook? No. YouTube? YouTube. Rồi, say hello đây. Say hi. Đó. I'm Allison. Đó, Allison dựa trên cái skateboard rồi. Christopher đó. Oh, Milia đạp lẹ quá. Đây là Allison, Allison này luôn. Wow. Allison đang đạp. Em không làm được đâu, em thấy. Wow, look. Wow, wow, wow. Christopher, say bye bye đi. Bye bye. Bye bye.